ngỡ ngàng cuộc sống chạm ngưỡng U50 của Nguyễn Phi Hùng. Có ngoại hình, có tài năng, sự nghiệp của Nguyễn Phi Hùng cứ thế đi lên như diều gặp gió. Chạm ngưỡng U50, người nghệ sĩ tài ba ấy vẫn một mình lẻ bóng. Vì sao lại như vậy? Hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, cái tên Nguyễn Phi Hùng đã in sâu vào tâm trí của khán giả Việt. Ở ngưỡng U50, anh vẫn duy trì sức hút lớn trong làng giải trí và liên tục nhận được nhiều lời mời ca hát, đóng phim. Sau Nam từng bày tỏ quan niệm, ngày nào còn đứng trên sân khấu thì phải luôn nhiệt huyết, học hỏi không ngừng, bởi thành công vẫn còn phía trước. Ca sĩ từng vào nghề vì mong được nổi tiếng, có cuộc sống vật chất tốt hơn. Theo thời gian, suy nghĩ ấy dần thay đổi, nhưng chỗ cho giá trị thật sự. Với Nguyễn Phi Hùng, cuộc sống đến một thời điểm nào đó sẽ đủ đầy, tùy theo nhu cầu của mỗi người. Do đó, thứ quý giá nhất chính là tình thương của khán giả. Khi nhận ra giá trị tình cảm, anh thấy thanh thản khi làm nghề. Từng được hỏi liệu có chạnh lòng nếu bị nói qua thời, Nguyễn Phi Hùng thẳng thắn, không buồn, ngược lại thấy vui vì vốn dĩ cuộc sống luôn theo quy luật tre già măng mọc. Tôi không muốn bị bó hẹp trong bất kỳ nguyên tắc hay tham vọng nào. Khán giả đến với mình bằng tình yêu thương chứ không chỉ bằng một bản hit. Thế nên làm sao để sống trong lòng mọi người lâu dài mới là điều quan trọng. Hơn nữa, nghệ thuật là muôn màu, mỗi nghệ sĩ đều có sự lựa chọn phù hợp với mỗi thời điểm. Sự thành công trong sự nghiệp giúp Nguyễn Phi Hùng tậu được tài sản khủng. Nổi bật hơn cả là căn biệt thự sân vườn rộng hơn 3.000m² ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Ngôi nhà này được anh xây dựng cách đây 18 năm và đã tăng giá gấp 10 lần so với thời điểm mua. Mặc dù có cơ ngơi xịn sò, song bản thân nam nghệ sĩ lại tiết lộ hiếm khi ở đây do phần lớn thời gian dành cho công việc. Nam ca sĩ cũng rất phóng khoáng, thoải mái khi sẵn sàng cho những người bạn muốn tìm nơi nghỉ ngơi, thư giãn hay tập luyện yoga đến sống tạm. Tôi có thể giao chìa khóa cho họ đến để tận hưởng không gian này. Bản thân tôi không cần quá nhiều tiện nghi mà coi trọng việc cống hiến cho nghệ thuật, gặp gỡ khán giả và khám phá chính mình. Có thể thấy, showbiz vốn là nơi thị phi, đầy rẫy drama, nhưng Nguyễn Phi Hùng luôn là cái tên trong vùng an toàn bao năm qua. Sau Nam vẫn giữ được tính cách điềm đạm và ít khi ra lời bức xúc với bất kỳ một ai. Nam ca sĩ từng hài hước tự nhận bản thân mình bị đứt dây thần kinh giận. Với tính tình hòa nhã, anh duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với nhiều đồng nghiệp, cũng như được đông đảo khán giả yêu mến suốt hơn 2 thập kỷ làm nghề. Có tất cả là thế, song ở tuổi U50, Nguyễn Phi Hùng vẫn sống độc thân và tận hưởng nhiều niềm vui từ công việc cũng như những mối quan hệ bạn bè thân thiết. Thời gian trước, Sơn Nam từng cảm thấy áp lực trong chuyện kết hôn, nhưng giờ đây, nhờ sự thoải mái tư tưởng, thậm chí ủng hộ từ gia đình, giúp Nguyễn Phi Hùng có phần thoải mái hơn và tập trung tận hưởng cuộc sống. Nam ca sĩ từng trải lòng về chuyện tìm kiếm một nửa của đời mình như sau: "Tôi không thờ ơ với tình yêu, vẫn hát những ca khúc ca ngợi tình cảm lứa đôi. Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp được người khiến tôi sẵn lòng vun đắp tình cảm trọn vẹn." Bạn nghĩ sao về Nguyễn Phi Hùng ở hiện tại và những cống hiến của Sơn Nam cho nghệ thuật nước nhà? Hãy bày tỏ quan điểm và cảm nhận của mình để I Biết Được Biết với nha. Đừng quên theo dõi chúng tôi để cập nhật tin tức hot mỗi ngày.